Harry Won chia sẻ tiêu cực, dân mạng nghi có uẩn khúc sau tin đồn ly hôn với Trấn Thành. Mặc dù Trấn Thành đã phủ nhận chuyện ly hôn, không làm hợp đồng hôn nhân với Harry Won, nhưng những chia sẻ của nữ ca sĩ gốc Hàn vẫn khiến dân mạng không khỏi xôn xao và lo lắng. Vừa qua, loạt tin đồn trục trặc tình cảm của Harry Won và Trấn Thành khiến dư luận không khỏi quan tâm. Sao nam phim Bố Già cũng lập tức phủ nhận chuyện ly hôn và giải thích do bản thân bận rộn quay phim nên không có thời gian chụp ảnh cùng bà xã. Nam MC còn đăng tải hình ảnh tình tứ để khẳng định mối quan hệ cả hai vẫn bền vững. Ngay sau đó, Trấn Thành đã lên tiếng phủ nhận. Mấy nay em nghe nhiều lời đồn ác ý về vợ chồng em lắm rồi, định im rồi, nhưng nói miết nên em nói ở đây một lần luôn nè. Để ra lại coi, mới quen thì nói tôi là người thứ ba, quen rồi thì nói bà heo có mới nới cũ, đám cưới thì nói che mắt thiên hạ. Cả tháng nay đi quay phim mới, đầu tắt mặt tối, không chụp hình chung với vợ để post lên, thì nói hết hợp đồng hôn nhân. Sáng tạo ghê không, cái gì cũng nói được hay thì chớ. Giờ vậy hen, mấy anh chị thử bới tô cơm ăn liền mấy muỗng xong ngồi suy nghĩ giùm em. Ký hợp đồng hôn nhân ai ngu mà ký chi tới 5-6 năm dài dữ vậy. Thấy ghét, tôi gia hạn suốt đời luôn cho ngồi đợi chơi nè. Coi coi chừng nào mấy bạn được đắc ý nha. Thấy không nói cái làm tới, đồn hoài thiệt tình, bớt bớt lại. Dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn đi mấy vị. Bớt lo cho vợ chồng em lại. Tụi em còn hạnh phúc lắm, thậm chí không gây lộn luôn á, dù chỉ một câu. Cảm ơn chư vị anh chị nào nhiệt tình đồn bữa giờ, tụi em ổn mà. Dù Trấn Thành phủ nhận về lục đục tình cảm, Harry Won vẫn liên tục có động thái buồn bã khiến dư luận vô cùng hoang mang. Cách đây ít giờ, cô lại đăng tải dòng trạng thái buồn thảm đầy ẩn ý vào lúc đêm muộn. Một người là đang, một người là đã từng, nghe đâu nhỉ? Ngay lập tức, story của nữ ca sĩ khiến không ít người hoang mang. Một người hâm mộ còn bình luận động viên và thắc mắc, Harry đang muốn nói điều gì? Dạo này Harry tâm trạng lắm nha, có uẩn khúc gì chăng? Nếu là có chuyện gì, thì bạn cứ nói đi cho nhẹ lòng. Đừng úp mở như này, khiến cộng đồng mạng xôn xao, gây ồn ào thị phi tới cho bạn thôi. Chẳng lẽ bạn muốn sống thế? Thật khó hiểu Harry à. Trước đó, sau thời gian im lặng trước những tin đồn về cô và Trấn Thành, nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip mới nhất trong lúc ghi hình. Trong đoạn clip, sức khỏe của Harry Won dường như được cải thiện. Giọng ca anh cứ đi đi khoe thần thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn khéo khoe chiếc nhẫn áp út cùng chiếc nhẫn kim cương giá trị vốn là món quà của ông xã Trấn Thành. Được biết, thời gian qua, cặp đôi Harry Won Trấn Thành không tương tác với nhau trên mạng xã hội. Khán giả bắt gặp Trấn Thành hay Harry Won không còn để lại bình luận tình cảm hay trêu chọc đối phương trên tài khoản cá nhân, việc trước đây hai người vẫn thường xuyên làm. Bên cạnh đó, động thái im lặng từ phía Harry Won lại càng khiến dân tình tò mò hơn khi Trấn Thành một mực phủ nhận thông tin ly hôn. Không chỉ thế, nữ ca sĩ liên tục chia sẻ những khung hình tiết lộ tình hình sức khỏe khiến dân tình chú ý. Vợ Trấn Thành khiến người hâm mộ lo sốt vó khi chia sẻ hình ảnh bản thân phải châm cứu lên mặt kèm biểu tượng khuôn mặt buồn bã, khiến nhiều người lo lắng về tình trạng sức khỏe của Harry Won. Dưới bài đăng, một số nghệ sĩ cũng gửi lời động viên mong cô mau khỏe bệnh, khiến khán giả càng thêm phần lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ. Trong những dòng bình luận trả lời mọi người, không khó để nhận ra người đẹp lai Hàn vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn mà chỉ đang trong quá trình điều trị. Bên nhau 6 năm mặn nồng, Trấn Thành và Harry Won được mọi người yêu mến, cặp đôi vượt qua nhiều điều tiếng thị phi để tiến đến đám cưới trong mơ và cuộc sống đầy màu hồng. Ông xã Harry Won cũng không kìm nổi xúc động mà tiết lộ lý do anh và bà xã đến giờ vẫn chưa có con. Thưa quý vị, mỗi người có nhu cầu về hạnh phúc riêng. Có nhiều người, người ta cảm thấy có con mới vui. Còn chúng tôi quá hạnh phúc rồi. Chúng tôi còn không đủ thời gian để sống với nhau nữa. Chúng tôi không cảm thấy việc có con hiện giờ là cần thiết. Quý vị có đứa con rồi, nếu quý vị thương nó thì không còn điều gì tốt hơn. Nhưng nếu quý vị sinh con ra, quý vị không có đủ sự hy sinh thời gian để dạy dỗ nó nên người, thì điều đó có ý nghĩa gì?